Hai bạn. Từ đây các anh chị có thể thấy là cái độ dốc ngọc của nó rơi khoảng 30 độ. Và mình có thể thấy là cái view ở xung quanh này thì em thấy nó cũng rất là đẹp và thơ mộng. Chiều chiều mình có thể ra đây mình thả diều bắn bi, nó cũng rất là thú vị và vui các anh chị ạ.